À vâng, chào bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm của mình về cái vấn đề đó là lắp thêm ổ cứng cho cái laptop của các bạn nhé. Thì trước khi mà các bạn muốn lắp thêm ổ cứng cho cái laptop của các bạn thì các bạn cần phải có cái gì? Đầu tiên các bạn cần phải có một cái ổ cứng đã. Sau đó các bạn cần phải có một cái cạc đi bay. Cạc đi bay. Thì tại sao các bạn cần phải có cái cạc đi bay này? Thì bình thường ví dụ có những cái laptop nhá, có những cái laptop mà đời cao cao một chút hoặc là cái kiểu như khủng khủng một chút ấy, thì trong một cái laptop thì nó sẽ có hai cái khe cắm ổ cứng. Thì các bạn cứ cắm vào thôi là xong. Tuy nhiên là những cái laptop bình thường ấy, thường thì những cái laptop bình thường này nó chỉ có một khe cắm ổ cứng thôi. Bởi vậy nên là các bạn muốn mà cắm thêm ổ cứng vào thì các bạn phải tức là muốn cắm một cái ổ cứng khác vào thì các bạn phải bỏ một cái ổ cứng khác đi. Đấy, các bạn hiểu ý chưa? Hoặc là một cái trường hợp như này, trường hợp ví dụ như các bạn thay ổ SSD xong, khi thay xong ổ SSD thì các bạn sẽ thừa ra một cái ổ cứng khác cũ của nó. Thì cái ổ cứng này thì các bạn sẽ làm gì? Một là các bạn có thể bán lại cho cái người khác. Hai là các bạn có thể làm một cái bốc di động. Ví dụ một cái bốc di động đây, các bạn có thể mua cái cục bốc di động này, các bạn cắm cái ổ cứng vào thì các bạn sẽ có một cái bốc di động. Ok chưa? Tuy nhiên là có những bạn là không muốn bán, cũng chẳng muốn làm cái bốc di động, mà các bạn muốn là cái laptop của các bạn dùng luôn cả cái ổ cứng này, thì các bạn sẽ dùng cách này cho mình. Đó chính là dùng cái cạc đi bay này để các bạn có thể là lắp hai ổ cứng một lúc trên cùng một máy các bạn nhé. Thì cái điều kiện của cái này thì các bạn cần phải chế các bạn ạ. Các bạn phải chế. Mà cái quan trọng là không phải laptop nào cũng có thể lắp được cái cạc đi bay này vào. Đấy, thì các bạn cần phải hiểu cái điều kiện của nó. Cái điều kiện của nó thì cái điều kiện đầu tiên là các bạn, cái laptop của các bạn nó phải có ổ CD và DVD. Ổ CD DVD các bạn nhé. Ổ CD DVD tức là cái ổ để đọc đĩa, là ở cái máy tính các bạn nó thường có cái ổ đọc đĩa như này này. Những cái ổ đọc đĩa thì các bạn mới lắp được. Mới lắp được các bạn nhé. Đấy, đây này. Những cái ổ đọc đĩa như các bạn nha. Đây. Các bạn đây này. Đây này, những cái ổ đọc đĩa như này này. Các bạn thấy không? Thì đây chính là cái ổ đọc đĩa CD DVD. Thì bây giờ các bạn chấp nhận là bỏ cái ổ đĩa đi và các bạn lắp cái ổ này vào, tức là chế cái này vào. Thì lúc đấy các bạn sẽ không dùng được ổ CD DVD nữa. Nhưng mà đổi lại thì các bạn sẽ có một cái khe nữa. Đây, một cái khe nữa để các bạn cắm cái ổ cứng vào đây. Thì lúc đấy máy các bạn sẽ có hai ổ cứng. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Cái vấn đề nó chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng mà khi mà máy các bạn đã xác định là có ổ CD DVD rồi thì các bạn đến cái bước thứ hai, đó là xác định cho mình cái vấn đề đó là cái ổ đấy các bạn cần nó là ổ dày hay ổ mỏng. Ổ dày hay ổ mỏng là như nào? Ở đây mình sẽ có hai cái. Ở đây mình có hai cái cạc đi bay khác nhau. Nhìn thì rất giống nhau nhưng mà thật ra nó khác nhau. Mình mở cho bạn xem. Nhìn thì các bạn có thể thấy là nó khá là giống nhau, nhưng mà khi mình đặt gần với nhau này thì các bạn có thể thấy là cái này nó sẽ dày hơn này. Cái này nó sẽ mỏng hơn. Một cái dày và một cái mỏng đúng không? Đấy, một cái dày một cái mỏng. Vậy nên là sẽ có những cái laptop mà phải dùng bằng cái dày, và có những cái laptop thì các bạn sẽ dùng bằng cái mỏng. Nhưng mà có những con laptop các bạn không dùng được cái mỏng hoặc cái dày. Là vì sao? Là vì nó không hỗ trợ ổ cứng, ổ CD DVD. Ví dụ như con laptop này. Cái con laptop này nó không có ổ CD, không có ổ DVD luôn. Thấy chưa? Không có ổ CD, không có ổ DVD. Bởi vậy nên các bạn không thể chế thêm cái cạc đi bay vào đấy đâu. Các bạn không thể chế thêm một cái cạc đi bay này vào cái laptop đâu, vì làm gì có chỗ mà cắm, làm gì có chỗ mà chế đúng không? Bởi vậy nên là những cái laptop thừa này thì các bạn nên mua những cái ổ cái bốc di động này, nó chỉ hơn 100.000 thôi, tùy từng hãng hoặc là tùy từng chất lượng. Có những cái hơn 300.000 cũng có. Thì các bạn mua về thì các bạn lắp cái ổ này vào thì các bạn cũng có một cái ổ để lưu trữ dữ liệu và di động có thể mang đi mang lại được. Lúc nào các bạn cần thì các bạn lại cắm vào cái máy tính, thì lúc đấy các bạn sẽ có một cái nơi lưu trữ để các bạn có thể là tháo ra cắm vào. Ok, đấy là trường hợp những cái laptop mà mỏng các bạn nhé. Còn những bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái laptop mà có thể cắm được. Có thể cắm được thì các bạn cần phải xác định cho mình là ổ mỏng hay ổ dày. Ổ mỏng hay ổ dày. Thì vấn đề mỏng hay dày thì các bạn sẽ làm như nào? Thì bây giờ mình sẽ quay cái camera gần về đây để các bạn có thể hình dung được, và mình sẽ thực tế trên hai con laptop, một con mỏng và một con dày, để cho các bạn có thể hình dung được. Ok. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với con đầu tiên nhé. Cái con đầu tiên là con laptop này đây. Thì cái con laptop này chúng ta sẽ phải xác định như thế nào? Bình thường thì các bạn có thể là thợ, người ta nhìn người ta có thể biết là mỏng hay dày. Nhưng mà chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta cần phải xác định bằng cách là chúng ta phải đo. Đo cho chuẩn thì lúc các bạn đặt hàng thì nó mới chuẩn được. Các bạn có thể cậy cái này ra. Cậy cái này ra. Ở cái laptop của bạn nó sẽ có cái này này. Cái phần nhựa này. Các bạn có thể cậy được cái này ra. Lấy tay cậy hoặc là lấy một cái kéo để các bạn cậy ra. Đấy, các bạn cậy ra.
các bạn cậy nó ra, cậy cái nhựa ra, các bạn cậy cẩn thận nhá, vì cái này nó sẽ có một cái gờ đây, thì các bạn cậy ra phải cẩn thận, không thì nó sẽ gãy của các bạn. Cậy nhẹ nhàng thôi, như mình cũng cậy nhẹ nhàng thôi. Mình lấy cái thước mình đo cho các bạn, vì là mình nhìn đây này, cái này có rất mỏng, nhưng mà mình nhìn qua cái clip thì không thể nào xác định được nó bao nhiêu cm đâu. Để mình lấy cái thước kẻ. À rồi ok. À, đây, bây giờ mình đã có một cái thước kẻ đây rồi. Bây giờ mình sẽ đo thử cho các bạn nhé. Ví dụ cái này, chúng ta sẽ đo này. Các bạn thấy không? Nó đến đây, nếu mà đo từ đầu tiên đến đấy thì nó khoảng tầm, nếu mà tính khoảng tầm 1 cm các bạn ạ. Khoảng tầm 1 cm. Còn cái này, cái này chúng ta tính là khoảng tầm hơn 1 cm. Ui, cái này nó chênh nhau hơi ít đấy. Nếu mà mình đo đây này, mình đo từ cái khoảng không này nhá, từ khoảng thừa này này, thì nó phải gần đến số 1. Nhưng mà quan trọng là cái 1 nó phải dưới đây cơ. Đấy là hơn 1 cm. Còn nếu mà mình đo bằng cái này thì nó chưa đến 1 cm. À, nó bằng 1 cm tròn luôn. Tròn 1 cm luôn các bạn nhá. Nó chỉ chênh nhau một ít thôi. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy một mỏng một dày, thì các bạn phải đo. Còn cái này cũng thế. Bây giờ mình đo này, mình đo cái đấy cũng như thế này, đúng không? Cũng khoảng tầm 1 cm. Khoảng tầm 1 cm thôi các bạn nhá. 1 cm thì các bạn sẽ chọn cái mỏng. Còn nếu mà hơn 1 cm, như cái này này, hơn 1 cm, thì các bạn sẽ lấy cái dày cho mình. Ok chưa? Nhớ là thế. Còn bây giờ chúng ta sẽ tháo cái này ra, tháo cái laptop, tháo cái này ra để chúng ta lắp vào nhé. Bây giờ mình sẽ tháo. Đầu tiên các bạn sẽ phải tháo pin ra. À, mình tháo con nào nó dễ trước đi. Tháo con này nhá. Con này sẽ dễ trước. Các bạn nhìn thấy nó dày dày như này, các bạn đoán xem là nó là mỏng hay dày. Ở đây nó sẽ có một cái tu vít, các bạn có thể lấy tu vít này bạn cũng được. Các bạn tháo ra. Tùy từng cái laptop bạn, có những cái laptop thì các bạn có thể tháo cái ổ CD DVD này rất dễ. Còn có những cái thì các bạn phải tháo hết cái nắp ra. Rồi. Thì các bạn khi các bạn tháo ra thì ở đây nó sẽ có, thường nó sẽ có là ghi là CD, DVD hay là cái gì, hay là nó có biểu tượng của cái ổ đĩa. Đây này các bạn này, nó sẽ có cái biểu tượng này này. Cái biểu tượng mà tròn tròn như này này, là biểu tượng của ổ đĩa CD DVD đấy. Đây này. Ok. Thì cái biểu tượng này nó tương đương với cái ốc này. Thì bình thường các bạn sẽ tháo cái ốc này ra thôi. Tháo ra. Ui giời. Cái tu vít này nó không có 5 châm nên mình hút cái ấy khó quá. Trần. Dùng cái tu vít nó có 5 châm này thì các bạn hút ra nó dễ hơn. Đây. Đấy. Sau khi các bạn tháo được ốc mà nó gắn cái ổ CD DVD rồi, các bạn sẽ đẩy nó ra. Một là đẩy bên trong đây này. Đẩy bên trong. Hai là các bạn có thể cầm vào đây các bạn rút ra. Đây, bây giờ nó không có cái gì giữ này rồi. Các bạn tháo ra. Thấy chưa? Đây. Các bạn đã tháo được cái này ra rồi. Đấy. Thì bình thường nếu mà như cái ổ này nó hiện cái CD DVD bên ngoài ấy, thì các bạn có thể không cần phải tháo mấy cái này ra cũng được. Không cần phải tháo mấy cái này ra cũng được, mà chỉ cần tháo cái ốc này ra là các bạn rút ra được rồi. Đúng không? Ok. Thì đây, bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái này để chúng ta xem là cái này là ổ dày hay mỏng các bạn nhé. Bây chúng ta đo thôi. Đo, đấy. Đo, bình thường mình sẽ đo từ cái mốc số 0 nhá. Mốc số 0 chứ không phải đo từ trên, đo từ trên nên nó sẽ sai lệch đấy. Mình phải đo từ cái mốc này. Đây. Mình đo vào này. Thấy chưa? Cái này hơn 1 cm rồi. Hơn 1 cm thì cái này nó sẽ dùng bằng cái ổ dày. Bằng cái ổ dày các bạn nhé. Đây chính là ổ dày. Các bạn nhìn thấy không? Nó vừa nhau. Chứ nếu các bạn dùng ổ mỏng thì cái này nó sẽ mỏng hơn rất nhiều. Đấy. Nên các bạn phải dùng ổ dày nhé.
Thì đầu tiên các bạn phải tháo cái này ra đã. Tháo cái nhựa này ra để tí chúng ta lấy cái nhựa này để chúng ta lắp vào đây. Ok, chúng ta sẽ tháo ra. Lấy cái kéo chúng ta đẩy đẩy ra. Các bạn cái này các bạn cậy vào thôi. Đấy, các bạn cậy này ra, các bạn bỏ ra ngoài. Tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ được cái này ra rồi. Bây giờ cái này sẽ bỏ đi. Bây giờ máy các bạn sẽ không dùng cái ổ CD-DVD này nữa. Các bạn có thể cất đi. Khi nào các bạn cần dùng thì các bạn sẽ lắp lại. Ok chưa? Còn bây giờ chúng ta sẽ bỏ nó đi. Và chúng ta sẽ dùng cái cạc đi bay này. Chúng ta sẽ dùng cái dây. Sau đó chúng ta sẽ đến tiếp cái ổ cứng. Ổ cứng các bạn sẽ lắp như nào. Ở đây nó sẽ có một cái khe để các bạn cắm ổ cứng. Nó sẽ chuyển đổi từ cái khe này sang cái khe này. Hiểu đơn giản là như thế. Thì chúng ta sẽ cắm vào, cắm đúng chiều. Phải cắm đúng chiều thì nó mới vừa được. Đây này, ở đây nó có một cái dài, một cái ngắn này. Thì các bạn so ở đây nó cũng có một cái lỗ dài và một cái lỗ ngắn. Một cái lỗ dài, một cái lỗ ngắn, đúng không? Chúng ta lắp vào, đặt vào này. Đặt vào như này, đúng không? Xong các bạn phải đẩy nó vào. Đẩy nhá. Đẩy này. Các bạn có thể lấy cái này để các bạn đẩy cho nó khít. Mình cầm mình để quay video này nó hơi khó thao tác. Đấy. Các bạn cắm này. Thấy chưa? Cắm cái này nó khít vào là được. Nó khít vào là được. Và quan trọng là mấy cái này nó sẽ giảm. Mấy cái lỗ này nó sẽ thò ra đây. Để các bạn vặn. Đúng chưa? Thì lúc đấy thì các bạn sẽ có cái ốc. Cái ốc mà nó kèm theo khi các bạn mua cái cạc đi bay, nó sẽ có cái ốc đây. Các bạn bỏ ốc này ra. Bỏ cái ốc này ra. Bốn cái. Các bạn lấy tô vít. Các bạn có thể lấy cái tô vít này của nó cũng được. Các bạn vặn vào. Rồi. Như vậy là các bạn đã lắp vào cái ổ cứng vào cái cạc đi bay xong. Sau đó các bạn sẽ lắp cái này vào. Lắp cái này vào. Đây. Ok chưa? Sau khi các bạn lắp xong như này rồi thì các bạn sẽ lại lắp lại như cũ thôi. Bây giờ cái này nó chỉ thay cái này thôi mà. Thay cái này thôi mà. Nhưng mà các bạn phải chú ý là khi các bạn lắp vào như này, các bạn lắp vào được thì các bạn có thể lắp được, nhưng mà nó sẽ không giữ được đâu. Bởi vậy các bạn phải tháo lốt này ra. Ở đây nó có một cái cờ để giữ này, tháo lốt ra. Đấy. Tháo lốt ra. Tùy nhá, mỗi cái nó có một cái kiểu này khác nhau các bạn nhá. Nhưng mà nó đều có những cái này. Có cái thì ở đây, có cái thì ở đây. Các bạn cứ yếm đúng, các bạn cứ ướm đúng chiều thì các bạn nó sẽ, thì các bạn sẽ tháo được cái này ra. Rồi. Các bạn phải nhớ nhá. Phải nhớ lúc đầu nó lắp như nào không lại quên đấy. Bây giờ mình quên mất rồi này. Đây như nó thế này. Nó sẽ để như này. Nó sẽ như này. Vừa nãy nó sẽ như này. Bây giờ mình sẽ lắp đúng như thế. Xoay đúng cái này về theo chiều như này. Đúng chiều như này và chúng ta sẽ lắp. Lắp vào đúng như này. Ok chưa? Rồi, các bạn lắp xong rồi, bây giờ các bạn lắp lại cái này. Bình thường các bạn mà lắp cái này nó mà không chắc ấy, thì các bạn có thể lấy keo dính vào hoặc là lấy cái băng dính hai mặt các bạn dính vào để cho nó dính chắc vào cái đây. Nếu mà trường hợp các bạn mà bị gãy những cái gờ này thì các bạn có thể dính keo voi vào hoặc là dính bằng cái gì dính để cho nó dính vào đây. Cho nó đỡ chơi như này thì nó sẽ xấu. Các bạn ép cái này vào thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Có thể là nó sẽ không dính được đâu. Và các bạn có thể dính băng dính ở đây này để cho nó chắc. Cho nó chắc cái này nó không bị tuột ra. Các bạn thấy không? Sau khi các bạn làm được nó chắc như này rồi thì các bạn sẽ đặt vào. Đặt vào. Lại lắp lại như cũ. Đẩy nó vào. Thấy chưa? Đấy, các bạn đẩy vào như cũ thế và các bạn sẽ vặn lại ốc. Vặn lại ốc cho nó. Đấy. Như vậy là các bạn đã lắp xong. Lắp xong cái cạc đi bay vào trong cái ổ cứng. Bây giờ các bạn bật lên thì nó sẽ nhận cái ổ này. Nó sẽ nhận cái ổ này của các bạn. Còn cái ổ CD-DVD này thì các bạn sẽ bỏ tạm ra ngoài. Ok chưa? Đấy là cái trường hợp mà mình sẽ lắp nhanh cái vấn đề đó là cái ổ cạc đi bay này nhá. Bây giờ mình sẽ thực tế ở trên cái laptop này. Vì cái laptop này nó không lên, mình sẽ thử ở trên cái laptop này. Và mình sẽ thao tác cho các bạn lắp vào xong rồi format ổ cứng như thế nào luôn. Hiểu chưa?
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lại tháo ra. Tháo ra để lấy cái ổ cứng nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo tiếp theo cái con laptop này nhá. Thì cái con laptop này thì bình thường chúng ta phải xác định xem là nó tháo ổ CD DVD ra kiểu gì đã. Có những con thì các bạn chỉ cần tháo cái ốc ở đây rồi các bạn rút ra được thôi. Nhưng có những con các bạn phải tháo cả cái nắp này ra. Ví dụ như con này. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra. Ok, để tháo một cái laptop như này thì các bạn sẽ tháo từng tất cả các ốc ở phía sau ra. Đấy, vì có ốc ổ cứng thì các bạn tháo ốc cứng ra. Sau đó các bạn rút ổ cứng ra. Có những ốc nào ở dưới thì các bạn cứ tháo hết ra. Đồng thời các bạn cần phải tháo pin pin ra các bạn nhé. Trước khi tháo những cái đấy các bạn phải tháo pin ra. Trường hợp này thì mình quên tháo pin thì bây giờ mình sẽ phải tháo cái pin ra. Rồi sau đó các bạn có những ốc nào các bạn tháo hết ra. Tháo hết rồi thì các bạn sẽ lật về phía trước và các bạn lật cái mặt lên. Lật cái mặt lên. Các bạn lật mặt lên thì các bạn cần phải chú ý ở dưới nó có cái cáp nhé. Thì ở dưới có cái cáp thì các bạn cần phải làm nhẹ nhàng thôi. Nhấc lên nhẹ nhàng thôi. Rồi rút từng cái cáp ra một. Các bạn có thể chụp ảnh lại để tí nữa các bạn có thể biết được là cái phần nào mà các bạn đã cắm cáp. Ok. Rồi rất nhẹ nhàng các bạn mở nắp ra. Rồi, ok. Như các bạn đã thấy thì cái laptop này này, cái ổ CD DVD nó nằm ở đây. Nó nằm ở đây. Và cái ốc của nó nằm ở đây. Thì các bạn phải tháo cái nắp này ra thì các bạn mới vặn được cái ốc này. Thì lúc đấy thì các bạn mới mở được cái này ra. Mới mở được cái ổ CD DVD ra. Mình tháo ra. Sau đó khi các bạn tháo ra rồi thì các bạn sẽ rút về phía kia. Rút. Đấy. Thì lúc này thì các bạn sẽ thấy đây chính là cái ổ CD DVD của cái máy tính của các bạn. Bây giờ mình sẽ đo thử cho các bạn nhé. Đo thử cho các bạn xem nó bao nhiêu nhá. Đây. Đây các bạn này. Nó tầm khoảng gần bằng 1. Gần bằng 1. Đấy, gần bằng 1. Thì với cái mỏng mỏng như này thì các bạn sẽ tính là từ 1 trở xuống đi. Từ 1cm trở xuống đi. Thì các bạn sẽ dùng bằng cái ổ mỏng. Vậy thì với cái laptop này thì chúng ta sẽ không chọn cái dày này nhá. Không chọn cái ổ dày này đâu. Vì cái dày này nó rất dày. Đúng không? Mà chúng ta sẽ chọn cái ổ đó là cái ổ mỏng. Cái ổ cạc đi bay mỏng này này. Đấy, cái cạc đi bay mỏng này. Thì chúng ta sẽ chọn cái mỏng này để chúng ta sẽ lắp cái ổ cứng vào. Thì việc tiếp theo của chúng ta sẽ là cậy cái này ra. Cậy cái nhựa này ra. Cậy cái nhựa này. Lấy cái gì mỏng mỏng các bạn cậy vào. Cậy. Đấy, cậy nhẹ nhàng ra. Thấy chưa? Nó sẽ ra được cái nhựa này. Thì các bạn bỏ cái ổ đĩa này ra. Các bạn nhớ là phải tháo thêm cả cái này nữa. Tháo thêm cái này nhưng mà cái này tí chúng ta tháo cũng được. Chúng ta đặt cái này ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái ổ cứng của chúng ta cần lắp vào đây, chúng ta lắp vào đây nhá. Chúng ta lấy ổ cứng. Đây. Đây chính là cái ổ cứng mà chúng ta thừa hoặc là chúng ta mua thêm về, chúng ta sẽ lắp vào đây. Các bạn sẽ đặt vào đây. Được chưa? Đặt này rồi nhá. Sau đó chúng ta sẽ lấy tay ở đây đặt đẩy nó vào. Đẩy nó vào. Này, đẩy cái này nó khít vào là được. Đẩy nó khít vào nhá. Thấy chưa? Các bạn thấy khít chưa? Khít rồi đúng không? Sau khi khít rồi thì chúng ta sẽ vặn ốc vào. Các bạn chú ý nhé, bình thường có những cái cạc đĩa bay sẽ nó sẽ vặn ốc ở rìa này. Có những cái thì nó thiết kế vặn ở rìa này. Thì các bạn nhìn thấy là cái vặn ốc ở đâu thì các bạn vặn ở đấy. Ok chưa? Chứ không phải luôn luôn vặn ở dưới nhá. Có những cái thì vặn ở rìa nhá. Ở rìa này, có những cái thì vặn ở trên. Ok chưa? Sau khi vặn xong rồi chúng ta sẽ lắp cái nhựa này vào. Rất chắc. Nếu mà bạn nào mà lắp hoặc là lúc bạn tháo ra ấy, nó bị gãy cái nhựa ấy. Gãy cái nhựa ấy, mà các bạn cắm vào nó bị lỏng lẻo ấy, thì các bạn có thể dán keo con voi hoặc là các bạn dán cái băng dính vào đây hoặc là dán ở đây để lúc mà các bạn lắp vào ấy nó sẽ được chắc chắn, hiểu không? Sau khi mà các bạn lắp xong rồi thì còn cái phần ở đằng sau này các bạn cần phải tháo lốt này ra. Ok, sau đó chúng ta sẽ tiến hành lắp lại cái này vào cái này. Rồi, các bạn có thể thấy mình đã lắp xong cái này.
Và cái này mình đã lắp chắc. Cái nhựa này cũng lắp chắc chắn rồi, rất chắc chắn rồi. Bây chúng ta sẽ lắp lại vào cái laptop này nhá. Chúng ta lại đặt vào. Lúc đầu chúng ta tháo ra như nào thì chúng ta lắp vào như thế. Đút vào này. Đút vào. Thấy chưa? Đút vào đến đây thì các bạn phải chú ý. Đây mình sẽ quay gần cho các bạn xem này, các bạn chú ý cái đoạn này. Các bạn phải chú ý này. À, cái chỗ này này, khi các bạn lắp vào thì nó phải khớp. Các bạn phải đút được cái này vào trong nhá. Phải đút được cái này, phải ăn khớp vào cái này thì nó mới nhận cái ổ cứng này, còn không thì nó sẽ không nhận đâu. Mình sẽ đẩy nó vào. Bạn thấy không? Mình đẩy nó vào, nó ăn khớp vào cho. Nó ăn khớp vào. Ăn khớp rồi thì chúng ta sẽ lại vặn cái ốc vào. Vặn ốc vào đây để cho nó giữ lại. Đấy. Thấy chưa? Chứ bình thường mà các bạn mà không tháo cái sắt này để các bạn vặn vào đây thì các bạn không có cái gì để vặn ốc này đâu. Rồi sau khi bạn vặn xong thì cái ổ này nó sẽ nằm ở đây. Và nó sẽ rất chắc chắn. Nó sẽ rất chắc chắn. Sau khi các bạn vặn được vào trong ổ cứng rồi, cố định được nó rồi, thì chúng ta sẽ lắp lại. Còn cái ổ CD DVD này thì các bạn bỏ ra ngoài nhé. Các bạn có thể cất đi để sau các bạn cần dùng thì các bạn lắp lại. Còn bây giờ nó sẽ không có tác dụng nữa rồi. Bây giờ các bạn sẽ lắp lại. Rồi cái quá trình lắp vào thì các bạn sẽ lắp từng cái cáp mà như lúc đầu các bạn tháo ra ấy. Các bạn cứ lắp từng cái vào, lắp cẩn thận các bạn nhé. Sau khi các bạn lắp vào thì các bạn sẽ úp cái nắp xuống và các bạn ấn cho nó khớp vào các cái khớp ở trên cái lắp. Các bạn phải nhấc lên để xem là có cái đoạn nào hở không thì các bạn sẽ ấn nó vào. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp từng cái ốc vào một, lắp ốc vào. Lắp ốc xong thì chúng ta sẽ tiến hành lắp cả cái ổ cứng vào. Đấy, thì bình thường ấy mà cái ổ mà các bạn lắp ổ SD ấy, thì các bạn nên để cái ổ SD ở cái khe mặc định của nó. Còn những cái nào ổ mà mở rộng ấy thì các bạn để ở cái khe của cái cạc đi bay. Ok chưa? Đấy, thì như vậy là các bạn sẽ lắp từng cái ốc vào một. Đấy, vậy bởi vậy nên là lúc các bạn lắp thì các bạn lên quay lại video hoặc là các bạn chụp ảnh thì sau các bạn lắp lại ốc nó sẽ dễ hơn. Các bạn sẽ lắp từng cái một và các bạn sẽ lắp cái lắp vào. Lắp vào thì chúng ta sẽ lắp thêm pin vào là xong. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ bật máy lên để xem máy nó có nhận thêm một cái ổ cứng nữa không. Bình thường máy mình chỉ có một cái ổ cứng thôi. Bây giờ mình lắp thêm một cái nữa rồi để mình xem có hai ổ không. Nếu mà có hai ổ thì chúng ta đã lắp thành công. Đây này, nó hiện thêm một cái ổ nữa này. Thấy chưa? Bây mình sẽ quay gần cho các bạn để các bạn xem. Đây, mình sẽ kiểm tra như nào. Sẽ chuột phải vào cái này. Chuột phải vào computer này. Chọn manager. Không thì các bạn có thể kích thẳng vào đây. Thì nó cũng hiện ra, nhưng mà cái ổ nào mà nó không có cái gì thì nó sẽ không hiện đâu. Kích vào đây. Đây này, thì nó cũng sẽ hiện ra rất nhiều ổ này. Đúng không? Nhưng mà các bạn nó kích vào đây thì các bạn kiểm tra nó sẽ dễ hơn. Các bạn kích vào disk management. Vào đây mà nó hiện disk 1, disk 2 là được. Đây, các bạn có thể thấy là cái ổ này là ổ hai ổ cứng. Máy mình đã hiện nhận hai ổ cứng. Một là cái disk 0, hai là disk 1. Bình thường máy mình chỉ có một cái disk 0 này thôi. Là một cái ổ SD 120GB. Tuy nhiên là khi mà mình đã như là vừa nãy mình đã lắp thêm một cái ổ nữa thì nó sẽ có thêm một cái ổ nữa này là disk 1 với ổ cứng khoảng tầm 500GB. Đấy thì các bạn sẽ có hai ổ cứng ở máy tính của các bạn. Đây, disk 1, disk 2 là đĩa 1, đĩa 2. Đấy, thì bây giờ thì nếu mà các bạn muốn trường hợp mà các bạn muốn xóa hết dữ liệu ổ cũ đi thì các bạn có thể chuột cái ổ thứ hai mà lắp vào ấy, thì các bạn phải biết được nó ở đâu. Thì các bạn chuột phải này. Các bạn có thể chọn delete. Đây này, sau đó các bạn lại chuột phải các bạn chọn new. Nhớ chưa? Nhưng mà cái ổ này của mình có dữ liệu của mình thì mình sẽ không không xóa. Đấy, ok chưa? Thì đấy, thì như vậy là máy của mình nó đã nhận hai ổ cứng khi mà mình lắp thêm một cái cạc đi bay vào. Ok chưa? Lắp thêm cái cạc đi bay vào. Đấy thì cái cách để các bạn có thể lắp hai ổ cứng vào đây thì nó rất đơn giản thôi, cũng không có gì là nó khó khăn hoặc là lâu cả. Còn đây, khi mà các bạn lên rồi thì các bạn có thể kiểm tra ở đây. Manager nhá và chọn disk management. Thì vào đây nó sẽ có disk 1, disk 2 thì các bạn sẽ có hai ổ. Ok chưa? Cái ổ này này là cái ổ đĩa đầu tiên của mình. Còn cái ổ đĩa này là cái ổ đĩa mà mình mới lắp thêm cái ổ HDD 500GB vào. Ok chưa? Rồi. Đấy là như vậy là mình đã lắp thành công rồi nhá các bạn nhá. Đấy là cái chia sẻ của mình về cái vấn đề là lắp và thêm hai cái ổ cứng hoặc là một cái ổ cứng vào cái laptop của các bạn. Rồi, các bạn cứ làm đi. Còn cái link của những cái sản phẩm này thì mình để dưới mô tả cho các bạn tham khảo các bạn nhé. Ok, chúc các bạn thành công. Có vấn đề gì cứ PM mình sẽ hỗ trợ tốt nữa. Chào các bạn.